Phần 3 của chúng ta là chỉnh chiều cao của chân vịt và lực nén xuống nguyên liệu, còn gọi là vải. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với bạn là kế bên trụ kim mình đã nói bài trước thì là trụ chân vịt. Trụ chân vịt thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là lò xo nén của trụ chân vịt. Và tiếp đó thì là khóa chỉnh lực nén. Và đây là những con ốc để bạn mở ra cho trụ chân vịt có thể di chuyển được, thì bạn nên xem xét là cái máy Yuki thì nó có 3 ốc, nhưng mà những máy khác thì có thể là sẽ có 2 ốc. Thì chúng ta phải xác định được hai ốc nào là cái ốc của trụ chân vịt này. Bây giờ mình sẽ gạt cái cần gạt cho các bạn xem là chân vịt nó hoạt động như thế nào. Để tiến hành chỉnh trụ chân vịt thì chúng ta phải mở khóa trụ chân vịt ra. Khi chúng ta mở được thì có nghĩa là chúng ta dùng tay có thể đẩy được. Cái chốt giữ trụ chân vịt này chúng ta càng hạ thấp hết cỡ thì có nghĩa là chân vịt của chúng ta càng có thể lên cao hết cỡ. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Khi mình đưa cái nó lên cao, mình sẽ siết ốc lại. Bây giờ mình sẽ dở thử chân vịt. Trụ chân vịt không thể lên được. Thì có nghĩa là tại vì chúng ta đưa cái này lên cao hết cỡ. Bây giờ chúng ta sẽ hạ thấp thử nó xuống hết cỡ nha các bạn. Sau khi hạ chốt xuống điểm tận cùng, mình siết ốc lại thì các bạn sẽ xem chân vịt chúng ta có thể dở cao hết cỡ. Nhưng nhà sản xuất chỉ cho phép chúng ta số đo chính xác từ phía trên của mặt nguyệt đến mặt dưới của chân vịt là 5,5 mm. Bây giờ thì các bạn đã biết được cái số đo chính xác của nhà sản xuất rồi, thì các bạn cứ tăng chỉnh cái trụ chân vịt này đến khi nào mà các bạn có được số liệu chính xác là 5,5 mm khoảng cách giữa mặt nguyệt và chân vịt nha các bạn. Chúng ta sẽ hạ chân vịt xuống để chỉnh được lực nén của chân vịt lên nguyên liệu vải hay tất cả các nguyên liệu khác. Ở đây chúng ta phải có số liệu chính xác từ đỉnh máy này đến đỉnh của ốc khóa là từ khoảng 29 đến 31 là số liệu chính xác. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra và chỉnh xuống. Thông số này là thông số đưa ra cho vải dày đến vải mỏng. Nhưng các bạn sẽ cân chỉnh từ khoảng 29 đến 31 tùy các bạn thấy là nó như thế nào phù hợp với chất liệu vải các bạn đang sử dụng. Chúng ta đã kết thúc phần 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.